Tú Banh, tôi đón nhận mọi ý kiến khi đóng Táo Quân. Diễn viên Tú Banh cho biết lường trước phản ứng của khán giả khi đóng Táo Quân 2024 vì chương trình đổi format. Trong Táo Quân 2024 phát tối giao thừa ngày 9 tháng 2, Tú Banh đảm nhận vai Táo Văn Thể. Dịp chương trình nhận ý kiến khen chê từ người xem, diễn viên nói về áp lực làm nghề. Cảm xúc của chị trong lần đầu tiên tham gia Táo Quân. Bao nhiêu năm qua, cứ vào ngày 30 Tết, khán giả lại được gặp những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc của chương trình. Năm nay, tôi may mắn góp mặt. Trong format mới, các Táo không mang trọng trách phải báo cáo nhiều như những năm trước. Vì vậy, vai của tôi không có nhiều đất diễn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn chạnh lòng khi đọc được các bình luận tiêu cực như khán giả sẽ bỏ chương trình vì không có những Táo cũ. Tôi tự nhủ cần nỗ lực vượt qua thử thách và những ý kiến như thế. Sau, công chúng đánh giá thế nào thì ekip đều đón nhận hết. Khi được mời tham gia show, tôi đang quay một phim của VSC. Để tập trung cao độ cho Táo Quân 2024, tôi được các bạn sản xuất chương trình giúp đỡ, sắp xếp để cân đối thời gian cho hiệu quả. Ngọc Hoàng, Quốc Khánh là gương mặt cũ duy nhất trong chương trình năm nay, nghệ sĩ cùng dàn diễn viên mới có sự tương tác thế nào? Ngọc Hoàng là điểm tựa vững chắc cho các diễn viên năm nay. Anh Quốc Khánh giúp cho những Táo mới thêm bình tĩnh, tự tin và phát huy năng lực tốt nhất của mỗi người. Trên trường quay, tôi và các bạn diễn có rất nhiều kỷ niệm vui, không thể kể hết. Chúng tôi chỉ có khoảng 10 ngày để tập và ghi hình, ai cũng hào hứng, nỗ lực đến 200% cho vai diễn. Ngoài Táo Quân 2024, gần đây chị cũng xuất hiện đều đặn qua các phim truyền hình giờ vàng. Chị nghĩ sao trước ý kiến cho rằng mình nở muộn so với nhiều đồng nghiệp? Tôi muốn làm tốt nghề mình chọn và thực sự nỗ lực với nghề chứ không đặt mục tiêu phải quá nổi tiếng. Vì vậy, tôi không quan trọng việc được khán giả biết đến sớm hay muộn. Tôi có 16 năm tạm nghỉ đóng phim nhưng vẫn hoạt động đều đặn ở nhà hát tuổi trẻ, chỉ là không có nhiều khán giả đến với sân khấu. Bây giờ khi gia đình ổn định, tôi đã nghỉ hưu, may mắn được quay lại màn ảnh nhỏ và được trao những vai có chất liệu để thỏa sức tung tẩy. Tôi thực sự biết ơn vì luôn được làm việc. Chị gặp khó khăn gì trong thời gian làm nghề? Khi học cấp 3, tôi dự định theo ngành y nhưng duyên số đưa tôi bén duyên nghệ thuật. Thời trẻ, tôi vốn tự ti bởi nghĩ bản thân không xinh đẹp, cao ráo, khó có cơ hội nhận vai chính. Khi hiểu điểm yếu của mình, tôi cũng suy sụp, định rằng sau này không theo nghề diễn nữa. Tuy nhiên, sau khi nhận ra mình có thể đóng vai phụ mà vẫn thấy thú vị, thoải mái, tôi không lăn tăn nữa, luôn cố gắng hết mình. Tôi mặc định luôn là mình sẽ không bao giờ được đóng vai chính để khỏi mong ngóng. Tôi cũng không nghĩ mình làm vì một danh hiệu nào đó, chỉ cần được công chúng đón nhận, vậy là đủ. Từ một người tự ti, chị thay đổi thế nào để trở nên tích cực hơn? Khoảng năm 36 tuổi, tôi vẫn không thể tự tin với nghề. Nhưng sau khi sinh xong con thứ hai, trong một lần đi diễn, tôi cùng các bạn ở đoàn chơi dù lượn. Tôi chưa từng chơi trò mạo hiểm nào nhưng một người bạn trong đoàn vẫn kiên quyết muốn tôi thử. Khi cano di chuyển, mắt tôi nhắm chặt, nghĩ mình sẽ chết. Tuy nhiên, bay được một lúc, đến đoạn không còn cảm giác chồng chành, tôi thử mở mắt xem thế nào. Tôi thấy mình đang ở khoảng trời rộng lớn, phía dưới bãi cát là những người bạn của mình. Họ chạy theo tôi và vẫy tay cổ vũ. Bất giác tôi nghĩ giữa cuộc đời bao la thế này, có nhiều thử thách ra sao, tôi sẽ vượt qua được khi bên cạnh có gia đình và những bàn tay đang vẫy kia truyền động lực cho tôi. Và tôi vô thức trở nên mạnh mẽ, không còn tự ti như trước chỉ sau một lần cất cánh. Bây giờ tôi vẫn biết ơn khoảnh khắc ấy và người bạn đã cho tôi thử bộ môn này. Ngoài những lúc đi diễn, cuộc sống tuổi hưu của chị diễn ra thế nào? Tôi có một khu vườn nhỏ ở bãi đá sông Hồng, Hà Nội, nơi trồng nhiều loại cây ăn quả như bưởi, nhãn, xoài, khế, bơ, các loại hoa, có không gian để nuôi chó, mèo. Đó là địa điểm xả stress hiệu quả nhất cho tôi. Nếu không đi quay, tôi sẽ ở nhà dọn dẹp và ra vườn ngắm cây cối thư giãn. Tôi đang tham gia một phim của VSC, sẽ lên sóng vào tháng 3 năm nay. Về sân khấu, năm ngoái tôi vẫn làm những chương trình cũ của nhà hát tuổi trẻ và sẽ diễn vở mới nếu có thời gian. Tôi có chồng làm cùng nghề nên cả hai thoải mái chia sẻ với nhau nhiều điều. Chúng tôi hiểu tính chất công việc, thông cảm thời gian mà hai người dành cho phim ảnh, diễn xuất.
Tú Banh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, cùng lớp Chiều Xuân, Phạm Cường, Giang Còi. Chị là diễn viên nhà hát tuổi trẻ. Ngoài hoạt động sân khấu, chị ghi dấu ấn nhiều vai diễn trên truyền hình như Bỏ Vợ, Đêm Có Người Ra Đi, Nàng Dâu Order, Hương Vị Tình Thân. Chị học chung lớp đại học với Bùi Thạch Chuyên, từng đạo diễn các phim Quốc Xe Đêm, Chơi Vơi, Lời Nguyền Huyết Ngải, Cho Tàn Rực Rỡ, sau đó hai người nên duyên vợ chồng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.